Theo hãng thông tấn AFP, phía Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm nhập cảnh mới vào sáng ngày 6 tháng 3 và sắc lệnh bắt đầu hiệu lực từ ngày 16 tháng 3. Sắc lệnh mới tiếp tục ngừng cấp thị thực cho người đến từ 6 nước hồi giáo gồm Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen và Sudan vì năng lực thông tin và mức độ rà soát của họ không đạt tiêu chuẩn an ninh của Mỹ. Sắc lệnh mới không áp dụng với những người đã có thị thực vào Mỹ cư dân thường trú tại Mỹ và giảm việc cấm nhập cư vô thời hạn đối với người tị nạn Syria xuống còn 120 ngày. Bộ Tư pháp khẳng định xác lệnh mới là hợp pháp, phù hợp quyền hạn tổng thống và không nhắm vào người hồi giáo. Tuy nhiên, phe dân chủ gọi xác lệnh mới là phiên bản lặp lại của xác lệnh cũ. Xác lệnh di trú trước của tổng thống Trump gây hỗn loạn và biểu tình tại các sân bay quốc tế. Thẩm phán liên bang James Roberts ở Seattle, Washington ngày 3 tháng 2 ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống Trump trên phạm vi cả nước và Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 ngày 10 tháng 2 cũng từng bác đề nghị khôi phục lệnh cấm nhập cảnh từ chính quyền Tổng thống Trump.